Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể Trung ương và địa phương về dự đại hội. Về dự đại hội còn có 2020 đại biểu là đại diện Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chiến sĩ thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực ngành nghề, dân tộc, tôn giáo. Phát biểu khai mạc đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cách đây 72 năm, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng đó của người, trải qua 26.460 ngày, từ ngày 1 tháng 6 năm đó, không ngày nào nhân dân ta không thi đua yêu nước. Từ những ngày đầu với phong trào thi đua diệt giặc rốt, diệt giặc đói, cho đến diệt giặc ngoại xâm, từ thi đua khôi phục kinh tế xã hội ở miền Bắc cho đến thi đua chi viện cho chiến trường miền Nam, từ thi đua đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước đến thi đua kiến thiết lại nước nhà, thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế, đưa đất nước tiến lên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thi đua làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Năm 2020 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử 100 năm gần đây của nhân loại, khi đại dịch COVID-19 gây ra những tác động lớn đến kinh tế và xáo trộn trong đời sống xã hội của hầu hết các nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, hòa quyện giữa ý đảng và lòng dân, chúng ta đã thi đua và giành thắng lợi trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện nay khi nhiều nước trong khu vực và trên thế giới bị rơi vào suy thoái sâu, Việt Nam là nền kinh tế vẫn duy trì được tăng trưởng dương. Dịch COVID-19 được kiểm soát, giảm thiểu số người chết và những thiệt hại về kinh tế, an sinh xã hội được bảo đảm, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Thủ tướng cũng cho rằng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với tương lai của đất nước không ngừng được củng cố và nâng cao. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tô điểm cho bản lĩnh, ý chí, khí chất của con người Việt Nam. Đó là không thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, trưởng ban tổ chức đại hội cho biết, giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới sáng tạo và hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ngành, các cấp và nhân dân cả nước đã ra sức thi đua phấn đấu, chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra, kiểm soát được đại dịch và phát triển kinh tế xã hội.